vợ bắt bãi rồi.
con hạ quá ha. Con sao tính khi nào cho tiền cho chị hai tao mày? Trời đốt nhà mày bây giờ. Nên mà không có tiền à? Dạ cho chị cho em vài ngày nữa nghe chị, vài ngày rồi em trả cho chị. Em vài ngày là muốn biết nợ đó em hay. Em mượn tiền em trả cho chị mà chị ơi, cho em vài ngày nữa chị dòm nhà của em đâu có tiền em trả cho chị. Cô ghen bất tài mà không có ghen trả tiền hả? Trời tao không quan tâm là mày có tiền hay không. Dạ chị ơi, cho em vài ngày nữa thôi chị, em muốn xin em trả cho chị liền chị. Không có năng nghĩ gì đó. Bây giờ mày muốn sao? Mày trả nợ cho tao không? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Dễ con nào vậy? Có chuyện gì vậy mẹ? Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Đòi nợ chứ làm gì? Ai thiếu nợ mấy người? Mấy người đòi? Mày hỏi mẹ mày á. Hỏi mẹ mày coi mày làm gì mà thiếu nợ tụi tao. Sao? Nấp hả? Nấp hả? Cũng được. Chắc chị Hà mày sẽ thích cái thôi được. Bây giờ á, tao cho tụi bay 3 ngày. Nội trong 3 ngày tụi bay phải gom đủ tiền trả cho chị hai tao. Không á, tụi bay biết hậu quả là đi tụi bay. À, vô nữa. Coi như là hôm nay á, công của tụi tao. Chị
đẹp quá vậy? Sao vậy? Chị ăn cơm chưa? Em nấu cơm cho chị ăn nha. Chị uống nước rồi, em lấy nước nha. Em nói nhiều quá, em đi ra cho chị yên đi, chị muốn một mình. Em làm gì sai hả? Đi sao vậy? Chị có chuyện gì hả? Nói đi. Chị con có về hay con? Dạ. Mày ngồi xuống con. Con uống nước nghe nè, ngồi không con? Dạ. Dạ. Uống nè. Được không, mẹ bóp quạt cho nha. Sao con? Em con á, nó mới nói với mẹ á, tiền học tới nó rồi, tiền nhà của mình nữa con. Với lại con cho mẹ chút đỉnh á, mẹ bỏ túi riêng dạ, con nha. Dạ, con nha. Hiểu rồi, để con đưa tiền. Con có nhiêu mà mẹ giữ để mẹ trang trải cho em rồi cuộc sống gia đình mình. Có nhiêu ấy hả? Con có nhiêu không mẹ? Dạ. Ừ. Thôi con ở nhà con nghỉ ngơi nha, mẹ đi chợ. Đi về mẹ đi chợ mua luôn nước đồ ăn nha con ha. Dạ. Con ở nhà nha. Cảm ơn.
phải là như vậy đúng không? Ba ơi ba, ba tìm cách cứu chị Hai đi ba. Ba, chị Hai, chị Hai đừng bỏ em. Chị Hai, chị Hai đừng bỏ em mà. Ba sẽ cứu con, ba sẽ tìm mọi cách để cứu con mà Hoàng ơi. Con thương ba mẹ, gia đình nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dậy nên biết bao điều lời mẹ à ơi như suối mát trong lời dạy của cha cho con lớn khôn tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời.